Đây, lên một cặp màu brown cho anh em. Cho anh em nghe bolero nha. Hay lắm luôn nha. Mong lét nha anh em. Một ngón tay của mình này. Cho anh em nghe nè. Lo đứt nha. Lo tranh nữa nha. Intro lâu quá nên cho anh em xem này. Con này là sản xuất tại Đức luôn. L485 nha. 50W. Bên lưng của nó có 4-5 cái 5 cái cục mút đây là để nó chịu trong tường, nó chống rung nha anh em. Đức người ta làm chắc chắn nha. Raul này. Bốn mươi lăm, 25, sau nó chắc cỡ khoảng 10 ở tầm đó nè, 10 cm nè. Này mình giảm bớt tép này. Lo đứt nó nhẹ nhàng đấy này, mà nó không có đùng nó nhẹ nè. Nên anh em nào thích nghe mấy cái thơ loại nhạc như bolero rồi nhẹ nhàng đó nha. Không có cần bass nhiều rồi anh em ạ, nó sạch sẽ lắm nha. Gọn, tiếng nó gọn lắm nha. Đó, rồi cặp này nha. Tiền luôn nha, cặp này nhiêu đây. Cặp này là bao nhiêu đây? 3 triệu bao ship hả anh em? Được không? 3 triệu bao ship nha. Rồi. Rồi anh em là chơi thì Zalo số này nha. Nhiều lo nữa là nha, còn rất là nhiều lo nha. Ngày lên mình còn lên vài cặp thôi. Rồi. Ở đây có một cặp Philips đây của Bí đây, Benjam này. Chút xíu mình test cặp lại cho anh em này. Philips. Cặp đó mình xuống nha.